Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được kỳ vọng giúp người dân quyết tâm vươn lên thoát nghèo thay vì trông chờ vào sự trợ giúp của nhà nước. Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, một trong những phân khúc bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, hiện đang trên đà phục hồi nhờ nỗ lực kiểm soát dịch tốt của Việt Nam. Dù còn nhiều khó khăn nhưng sự ra đời của các dự án sách ảnh khôi phục trang phục cổ các triều đại Việt Nam là một tín hiệu tích cực cho sự bảo tồn các giá trị truyền thống của dân tộc. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Vào tối ngày 11 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga ngày 12 tháng 6. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng Tổng thống Putin và Nhân dân Nga anh em nhân dịp Quốc khánh và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Liên bang Nga đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin. Trong bối cảnh hai nước cùng nhau kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại, trong đó có 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên tiếp xúc các cấp, đặc biệt là tiếp xúc cấp cao và phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ năm chéo Việt-Nga năm 2019-2020 một cách phù hợp với tình hình hiện nay. Chiều ngày 12 tháng 6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã thảo luận về chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Các đại biểu cùng chung đánh giá khi cho rằng chương trình sẽ tiếp tục đem lại thay đổi tích cực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bởi các dự án thành phần được xây dựng sẽ giúp người dân quyết tâm vươn lên thoát nghèo thay vì trông chờ vào sự trợ giúp của nhà nước. Tôi đánh giá cao với đề xuất này của chính phủ. Đây là chương trình không chỉ phát triển kinh tế xã hội mà còn tích hợp hơn 100 chính sách dân tộc đã và đang được ban hành và triển khai thực hiện. Bởi vậy, nó không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đồng tình với sự cần thiết của chương trình, song không ít đại biểu băn khoăn về vấn đề nguồn lực cho chương trình giảm nhưng mục tiêu lại không giảm. Vì thế, chương trình cần dồn lực cho một số mục tiêu cấp thiết thay vì thực hiện đồng thời cùng lúc tất cả các dự án thành phần. Về mức đầu tư, so với kỳ họp thứ 8 thì tổng mức đã giảm chỉ còn 41,04%. Trong khi đó thì mục tiêu không thay đổi, do đó tôi hết sức băn khoăn. Bởi vì trong thời gian qua, không ít chính sách dân tộc dù rất hay, rất nhân văn, nhưng sau nhiều năm đồng bào vẫn mỏi mòn chờ đợi vì chính sách bị treo do thiếu nguồn lực thực hiện. Bên cạnh đó, có đại biểu đề nghị cần rà soát để các dự án trong chương trình Mục tiêu Quốc gia mới không trùng với hai chương trình Mục tiêu Quốc gia khác đã và đang được triển khai. Nội dung chương trình theo tôi là chúng ta phải chọn lọc lại để làm sao đó tránh cái trùng lắp như một số đại biểu vừa nêu, đặc biệt là với các cái chương trình mà đang thực hiện trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới. Tôi cho đây là vấn đề hết sức quan trọng và phải tập trung ưu tiên cho những cái mục tiêu mà làm sao để giải quyết vấn đề lõi nghèo của đất nước chúng ta. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định việc chính phủ trình Quốc hội các chính sách cụ thể để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia là tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp và Nghị quyết số 88 của Quốc hội. Với tinh thần này, do các đại biểu đều nhất trí, vì vậy Quốc hội phải có nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Trước đó, trong sáng ngày 12 tháng 6, thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Nhiều đại biểu đã tán thành với quy định Hà Nội được sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách địa phương để đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng, đầu tư xây dựng mới các hạng mục công trình thiết yếu. Bởi quy định như vậy sẽ góp phần tăng nguồn lực, quyền chủ động trong việc sử dụng ngân sách để đạt kết quả cao nhất các mục tiêu phát triển thủ đô trong điều kiện mới. Về đề xuất Hà Nội có quyền được tự quyết điều chỉnh phí, lệ phí hoặc là thêm phí mới chưa có trong luật phí, lệ phí,
trong khi thành phố Hồ Chí Minh đã được áp dụng cơ chế này. Có ý kiến cho rằng có được cơ chế này sẽ giúp Hà Nội tạo ra dịch vụ tốt hơn ở một số khu vực. Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội cũng kiến nghị chính phủ cần sớm nghiên cứu sửa đổi bổ sung luật thủ đô để đáp ứng điều kiện phát triển của thành phố trong thời gian tới. Dự kiến vào tuần sau, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Khi mà dùng cái từ đặc thù. Tại buổi tiếp lãnh đạo của 5 doanh nghiệp lớn đại diện cho 3.000 doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam vào chiều tối ngày 12 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là sau đại dịch COVID-19, để khắc phục những đứt gãy của chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Nhân dịp này, Thủ tướng đã đánh giá cao các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc đã đầu tư nghiêm túc, quan tâm công tác bảo vệ môi trường và chăm lo tốt cho đời sống của người lao động. Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc có truyền thống lịch sử, gắn bó từ trong kháng chiến giành độc lập dân tộc của hai nước. Trước cách mạng tháng 8, Bác Hồ và nhiều đồng chí lão thành cách mạng đã hoạt động tại Trung Quốc. Ngược lại, trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, Việt Nam cũng đã hỗ trợ Trung Quốc kháng Nhật. Còn trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn của Trung Quốc. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên mối quan hệ hữu hảo cũng như sự giúp đỡ này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam và Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông, cùng với lịch sử tốt đẹp của mối quan hệ đó. Giờ đây hai nước, trong đó các doanh nghiệp cần hợp tác để tiếp tục vun đắp và phát triển mối quan hệ đó. Về tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhờ chủ động, quyết liệt, tích cực cùng với có đối sách đúng chống dịch như chống giặc và đi trước Tổ chức Y tế Thế giới nên Việt Nam đã thành công trong phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại bình thường trên khắp đất nước Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong lúc khó khăn, hoạn nạn do đại dịch COVID-19 nhưng Việt Nam và Trung Quốc vẫn giữ được nhịp độ hợp tác. Là bạn hàng nhập khẩu và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 36 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 6% so với năm ngoái. Đánh giá cao nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc đã nghiêm túc trong đầu tư với quy mô lớn vào Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ Việt Nam luôn hợp tác, tạo điều kiện cho mọi doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và kinh doanh thành công ở Việt Nam nhiều hơn nữa. Thủ tướng cũng đề nghị chính quyền các địa phương, nhất là Hải Phòng, Quảng Ninh và Tiền Giang tiếp tục tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi, nhất là về mặt bằng và nhập cảnh của các chuyên gia, lao động có tay nghề cao vào Việt Nam trong giai đoạn hậu dịch COVID-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ và chính quyền các địa phương của Việt Nam sẽ luôn bên cạnh các nhà đầu tư, cũng như xóa bỏ mọi rào cản để các doanh nghiệp thành công và cùng thắng. Vì thành công của các doanh nghiệp nước ngoài cũng là thành công của Việt Nam. Thanh Hóa phải phát huy được hết thế mạnh từ các hạ tầng phát triển và lợi thế về nhân lực để kết nối cực phát triển của khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Đó là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa được tổ chức vào chiều ngày 12 tháng 6. Ngay tại hội nghị, tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 34 dự án với tổng mức đầu tư là 15 tỷ đô la Mỹ. Tỉnh cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, mở hai đường bay mới cho hãng hàng không Bamboo Airways. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của Thanh Hóa trong việc thu hút được dự án lọc dầu Nghi Sơn, đứng thứ hai của cả nước về tổng mức đầu tư là 9,3 tỷ đô la Mỹ. Do tác động của COVID-19, nhiều hoạt động đầu tư bị chững lại, thì 6 tháng đầu năm Thanh Hóa vẫn thu hút được gần 63.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh Thanh Hóa phải sớm hoàn thiện quy hoạch gắn với 4 trung tâm kinh tế động lực, 6 hành lang kinh tế. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng lao động, phải thực hiện đúng cam kết đầu tư và luôn gắn kết với phát triển, với bảo vệ môi trường, hướng tới mô hình phát triển bền vững. Thưa quý vị, thị trường bất động sản những tháng đầu năm đối diện với nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Trong đó bị ảnh hưởng nặng nhất phải kể đến là phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, phân khúc thị trường này hiện đang trên đà phục hồi nhờ nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh của Việt Nam. Một khảo sát mới đây của Savills Việt Nam cho thấy trong tháng 5, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đã có dấu hiệu phục hồi. Hầu hết các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 đến 5 sao tại các địa phương có du lịch phát triển đều mở cửa trở lại. Lượng khách du lịch dần trở lại cũng là lúc các chủ đầu tư tung các sản phẩm mới ra thị trường.
thời gian gần đây chúng ta đã nhận thấy rằng là nguồn cung dường như đã có sự trở lại của một số các cái chủ đầu tư lớn trên một số các cái địa bàn có thể nói rằng là vẫn đủ sức hấp dẫn. Ví dụ như chúng ta vẫn nghe đâu đó những cái nguồn cung mà được bán từ các thị trường như là chúng ta thấy thị trường Quảng Ninh hay là thị trường Bình Thuận, kể cả Vân Đồn là một cái thị trường mới cũng có những cái nguồn cung về bất động sản nghỉ dưỡng. Chúng tôi có nhìn thấy là một số những cái thị trường mới mà có thể trước đây không quá sôi động, như là những cái địa điểm mà chúng ta có thể di chuyển bằng ô tô thay vì di chuyển bằng máy bay. Ví dụ như từ thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có Vũng Tàu, có Phan Thiết, hay là từ Hà Nội thì chúng ta có Hạ Long, chúng ta gần đây là có Cát Bà, hay là Sapa, thì những cái địa điểm đó cũng có thể được đánh giá là những cái địa điểm tiềm năng đối với bất động sản nghỉ dưỡng. Giới phân tích thị trường nhận định, những khó khăn hiện nay cũng đã tạo ra sự thanh lọc trên thị trường để các nhà đầu tư có thể dễ dàng hơn khi nhận diện các dự án thực sự chất lượng từ những chủ đầu tư uy tín. Nếu mà muốn bán được thì các chủ đầu tư sẽ phải làm những cái sản phẩm nó khác đi. Như chúng ta thấy rằng là phải có những cái kết hợp các cái công nghệ mới, những cái yếu tố mới. Hiện nay chúng ta nhìn thấy những dòng sản phẩm tích hợp các yếu tố, ví dụ trong những cái tổ hợp về vui chơi giải trí lớn để có thể giữ chân khách. Bên cạnh sự cải thiện về chất lượng sản phẩm, sự tỉnh giấc của ngành du lịch sau hơn 2 tháng đóng cửa mùa đông được kỳ vọng sẽ kích cầu phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Nếu mà chúng ta nhìn thấy những cái diễn biến tích cực như hiện tại hoặc là tích cực hơn của cái thị trường du lịch, bao gồm cả du lịch trong nước, và có thể hy vọng ở một cái tương lai không quá xa là khách nước ngoài quay trở lại Việt Nam, thì có thể nhìn thấy là nửa cuối năm 2020 thì thị trường có thể sẽ tốt hơn so với nửa đầu năm 2020. Các chuyên gia cho rằng nhu cầu du lịch trong nước sẽ đóng vai trò quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt là nhóm du khách trẻ. Tiếp sau đó, việc dần mở cửa trở lại đối với một số quốc gia sẽ thúc đẩy ngành du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam dần phục hồi sau đại dịch COVID-19. Những nội dung đáng chú ý có trong phần tiếp theo của bản tin. Vietnam Airlines đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để khi chính phủ cho phép sẽ thực hiện ngay các chuyến bay thương mại đến các nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng sự ra đời của các dự án sách ảnh khôi phục trang phục cổ các triều đại Việt Nam là một tín hiệu tích cực cho sự bảo tồn các giá trị truyền thống của dân tộc. Tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Chiều ngày 12 tháng 6, Bộ Y tế thông báo một thuyền viên mắc COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh và không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có 333 ca. Và cũng trong chiều 12 tháng 6, tiếp tục có thêm 3 bệnh nhân COVID-19 được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh. Đó là 2 nam thanh niên ở Hải Phòng và Thái Bình, sức khỏe ổn định với kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính. Họ sẽ tiếp tục được cách ly thêm 14 ngày nữa. Như vậy, tại bệnh viện này còn lại 2 trường hợp đang điều trị với tình hình tiến triển tốt, cũng có thể sẽ khỏi bệnh trong tuần tới. Còn tính trên cả nước hiện chỉ còn 10 bệnh nhân. Như vậy, Việt Nam đã qua 57 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thưa quý vị, 2 ngày vừa qua có rất nhiều thông tin cho rằng hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, sẽ mở lại một số chuyến bay thương mại quốc tế từ đầu tháng 7 tới. Xung quanh vấn đề này, phóng viên của VTV đã có cuộc phỏng vấn với đại diện của hãng hàng không này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của VTV ạ. Thưa ông, là trong thời gian qua thì Vietnam Airlines đã liên tục chuẩn bị cho cái việc mở lại các cái đường bay mới trong nước như thế nào, và cái việc hãng đón đầu để có thể mở lại các cái đường bay quốc tế trong thời gian tới đây thì ra sao? Trong tháng 5 chúng tôi đã mở thêm 5 đường bay mới, và trong tháng 6 này thì chúng tôi mở thêm 8 đường bay mới nữa. Nghĩa là ngoài việc quay trở lại khai thác toàn bộ các cái đường bay trước đây thì chúng tôi có mở thêm tổng cộng là 13 đường bay nội địa nữa. Có thể khai thác các đường bay quốc tế thì phụ thuộc hoàn toàn vào việc là thời điểm chính phủ cho phép mở lại các đường bay, cho phép nhập cảnh vào Việt Nam, và đặc biệt là khi mà Cục Hàng không và Bộ Giao thông Vận tải là cấp phép bay cho các hãng để thực hiện việc khai thác các đường bay đấy. Thế nhưng mà chúng tôi để chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc đấy thì chúng tôi đang có các công tác chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để khi mà chính phủ cho phép cái là chúng tôi có thể đảm bảo là quay trở lại khai thác ngay lập tức. Thưa ông, là việc Vietnam Airlines mở lại các cái đường bay như thế này thì sẽ giúp chúng ta khôi phục được bao nhiêu phần trăm tổng mạng bay của mình, và chúng ta đã có cái công tác chuẩn bị như thế nào để đảm bảo an toàn cho hành khách đi đến và phi hành đoàn trong cái thời gian mà chúng ta mở lại được các đường bay quốc tế tới đây ạ? Là liên quan đến các yêu cầu về đảm bảo về
an toàn cho hành khách ngay từ khi có dịch, và kể cả trong giai đoạn hiện tại thì chúng tôi cũng thường xuyên các cập nhật các yêu cầu của chính phủ Việt Nam và kể cả của các nước nữa trong cái việc là đảm bảo về an toàn cho các cái chuyến bay. Với cái năng lực hiện tại thì chúng tôi cũng hoàn toàn là có khả năng hồi phục được đến 70-80% ngay trong năm nay đối với đường bay quốc tế. Cơ bản là sẽ các đường bay trong khu vực châu Á và Đông Nam Á khi mà chính phủ cho phép thì chúng tôi sẽ hồi phục lại toàn bộ. Thì tuy nhiên là cái tần suất bay thì sẽ có cái điều chỉnh cho nó phù hợp. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 đã chính thức bắt đầu từ ngày 12 tháng 6. Lễ phát động hưởng ứng sự kiện này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức vào sáng ngày 12 tháng 6 tại xã Bản Phố, huyện Bắc Hà của tỉnh Lào Cai. Với chủ đề nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh, tuần lễ này nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của cả cộng đồng về tầm quan trọng của cung cấp nước an toàn và vệ sinh môi trường, trong đó đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân nông thôn, nhất là các vùng đang bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là ưu tiên hàng đầu. Trong khuôn khổ lễ phát động đã diễn ra nhiều hoạt động như trao tặng thiết bị xử lý nước cho trường học, thực hành rửa tay bằng xà phòng, tổng vệ sinh trường học và ngõ xóm. Thời điểm này, nhiều diện tích lúa của bà con nông dân ở các xã biên giới của tỉnh Cao Bằng đang bước vào vụ thu hoạch. Để đảm bảo sản lượng và năng suất cho bà con nhân dân, một số đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã điều động cán bộ chiến sĩ tham gia gặt lúa giúp bà con nông dân. Hoạt động này không chỉ giúp cho vụ thu hoạch của bà con tránh được những thiệt hại do thời tiết thất thường, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ quân dân nơi địa đầu Tổ quốc. Là một trong những gia đình chính sách trên địa bàn xã, nhà neo người nên gia đình chị Nông Thị Quỳnh ở xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn tới giúp thu hoạch lúa. Năm nay là gia đình chúng tôi là được cán bộ chiến sĩ ở trên đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn xuống giúp gặt nên là công việc này diễn ra là rất là nhanh. Mỗi năm thì cũng mất 1-2 tuần nên mới xong. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nông dân trên địa bàn xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh cũng khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa. Bộ đội về thu hoạch lúa, gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân ở bản rất vui. Gia đình gặt lúa nhanh, không bị mưa gió. Gia đình rất cảm ơn. Sự hỗ trợ của bộ đội đã giúp bà con thu hoạch lúa đúng khung thời vụ, đảm bảo tốt nhất về sản lượng và kịp thời gian làm đất gieo trồng cây vụ đông. Đa số là nhà neo đơn, này, thương binh liệt sĩ và gia đình có nhu cầu mà ít người, không có người ở nhà hoặc là có cán bộ các thứ làm công tác xa thì chỉ còn bố mẹ già thôi, thì cán bộ chiến sĩ cũng nhiệt tình giúp. Trong niềm vui được mùa cùng sự nhiệt thành của bộ đội đã giúp đồng bào nơi đây có thêm động lực để hăng say sản xuất, xây dựng bản làng ngày càng ấm no hạnh phúc. Từ đó thắt chặt tình cảm quân dân nơi biên cương của Tổ quốc. Thưa quý vị, influencer là những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, cộng đồng mạng biết tới. Rất nhiều doanh nghiệp hiện nay đang dựa vào danh tiếng của những người ảnh hưởng để quảng cáo những sản phẩm, dịch vụ của họ trên các trang cá nhân, các video clip. Tuy vậy, không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của COVID-19 thì nghề influencer cũng gặp những khó khăn trong thời gian qua. Dịch bệnh không chỉ thay đổi xu hướng làm việc nhiều hơn sang online, mà còn khiến cho các influencer phải vận dụng sự linh hoạt và khả năng sáng tạo để vừa giữ được lượng người theo dõi trung thành mà vẫn đảm bảo yêu cầu của các nhãn hàng quảng cáo. Sở hữu kênh YouTube gần 2 triệu người đăng ký về các sản phẩm công nghệ. Trước đây, công việc của anh Trần Xuân Vinh là giới thiệu quảng bá sản phẩm và xuất hiện tại các sự kiện công nghệ lớn. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã khiến công việc của anh bị xáo trộn và chuyển sang làm việc tại nhà nhiều hơn. Đáng lẽ ra vào khoảng tháng 2, và tháng 3 thì mình có một chuyến đi, hai chuyến đi châu Âu, thì mình có những sản phẩm và các sự kiện lớn ở trên toàn cầu. Bây giờ đang thay đổi là tất cả đều ra mắt online, nhưng mình bây giờ thì chuyển sang là ngồi nhà xem livestream chứ thay vì là tham gia sự kiện. Công việc từ trước đây thì mình làm tại studio, tuy nhiên thì cái thời gian dịch bệnh diễn ra thì gần như là mình phải ở nhà. Thế nghĩa là cứ cầm máy này, sau đó tự quay, sau đó gửi file video cho các bạn edit. Covid-19 đã đẩy tố chất linh hoạt của một influencer lên một tầm mới. Linh hoạt giờ đây không chỉ là cách làm thương hiệu cá nhân, đưa ra nội dung quảng cáo phù hợp với nhãn hàng, mà còn là việc nắm bắt các xu hướng trên mạng xã hội.
Kiểu là mình hay làm trên YouTube đúng này, Facebook đúng này, còn TikTok thì trước đấy là mình cũng có rồi, nhưng mà cái đợt dịch vừa rồi ấy, nó là cái cơ hội để mình gọi là kiểu phát triển thêm cái nội dung trên đấy, mà quả nhiên là nó có tác dụng thật. Mà mình thường dùng sử dụng TikTok để kiểu re-upload lại những cái bản ngắn hơn của những cái vlog của mình lên trên đó. Thế là mọi người cũng đổ từ TikTok sang subscribe cái channel của mình. Theo báo cáo quảng cáo và niềm tin toàn cầu của Nielsen, 92% người tiêu dùng giờ đây tin vào giới thiệu của bạn bè, người thân và những người họ tin tưởng hơn là quảng cáo của chính thương hiệu đó. Nắm bắt được tầm quan trọng của những người ảnh hưởng, các nhãn hàng đã sử dụng đội ngũ này để mang lại niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm. Khi mà Ecobee đi gặp các nhãn hàng đều đặt ra một bài toán là tôi muốn có 20 influencer, mỗi influencer tôi sẵn sàng chi một mức phí là 10 đồng hay 20 đồng. Thì với tổng chi phí 100 đồng thì tôi sẽ thu về được bao nhiêu. Và các bản thân các bạn influencer cũng nhận thức được cái việc đấy. Tức là ngày xưa nếu chỉ đơn thuần là một bài post Facebook và không mang lại hiệu quả gì cả. Còn bây giờ với cái việc là phải chạy ra số, phải có số liệu bán hàng, phải có return. Thì cái return đấy như thế nào thì các nhãn hàng sẽ yêu cầu rất là chặt chẽ và rất là khắt khe với các influencer. Tại các quốc gia châu Á khác như là Hàn Quốc hay Trung Quốc, bán hàng với đội ngũ những người ảnh hưởng đã là thị trường trị giá tỷ đô. Việt Nam với gần 100 triệu dân, trong đó phần đông là người trẻ, hình thức tiếp thị này tuy mới nhưng vẫn được coi là một phương pháp bán hàng hiệu quả về chi phí mà các doanh nghiệp nên áp dụng. Lịch sử và văn hóa truyền thống ngày càng nhận được sự quan tâm của giới trẻ. Có nhiều dự án nhằm tôn vinh và giúp cho nhiều người trẻ tiếp cận gần hơn với những giá trị truyền thống được chính các bạn trẻ thực hiện. Và mới đây, hai dự án sách ảnh khôi phục tạo dựng trang phục cổ của các triều đại Việt Nam đã ra mắt và được công chúng đón nhận. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng sự ra đời của các dự án là một tín hiệu tích cực cho sự bảo tồn và lưu truyền các giá trị truyền thống của dân tộc. Vào thời kỳ Lê Sơ thế kỷ thứ 15, viên lĩnh là loại áo phổ biến trong đời sống của người Việt. Áo viên lĩnh đã được mô tả chi tiết trong cuốn sách Dệt nên triều đại do nhóm tác giả thuộc Trung tâm Văn hóa Việt Nam Central thực hiện. Không chỉ tập hợp dữ liệu lịch sử, các tác giả còn phục dựng và chụp ảnh minh họa những bộ trang phục thời kỳ Lê Sơ. Ngoài bản cứng, Dệt nên triều đại còn có bản số với hai thứ tiếng Việt Anh. Chúng tôi muốn tạo nên cuốn sách này với cái ước nguyện là dễ dàng tiếp cận hơn với cái cộng đồng trẻ, tại vì nó là rất là nhiều hình ảnh, nó không quá khô khan. Và cái thứ hai là cũng giúp tạo thành một cái tư liệu để mà sau này những cái đội ngũ mà làm về sáng tạo, về nghệ thuật, về văn hóa Việt Nam thì họ có cái để mà họ thực hiện, họ dùng làm gọi là tham khảo khi mà họ làm phim, video clip hoặc là những cái bản thiết kế. Cuốn sách ảnh Lam Dũ thuộc dự án Việt Sử Kiêu Hùng của nhóm Đuốc Mồi lại tổng hợp các nghiên cứu về trang phục, phong tục thời Lý, Trần, Lê, trong đó lấy nhà Trần làm chủ đạo. Thực hiện cái cuốn sách này thì gặp rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là cái phần tập hợp sử liệu nghiên cứu. Chỉ có một vài dòng ghi chép những cái tượng ngày xưa thì nó cũng đổ nát rất là nhiều. Thậm chí nhiều bức tượng chỉ có một phần thôi chứ không có hoàn chỉnh nữa. Nhóm mình phải dựa vào những cái phần còn sót lại đó, minh họa lại và mô tả lại sau khi đã tham khảo những chuyên gia. Chủ đề về trang phục cổ của người Việt không mới khi có nhiều học giả đã xây dựng lại hình ảnh tổng quan về cách thức ăn mặc của cha ông. Tuy nhiên, để phục dựng và minh họa bằng tranh hay ảnh thì số lượng sách hiện có rất ít. Cả hai ấn phẩm đều là thành quả từ hình thức gây quỹ cộng đồng. Dù mới phát hành trong khoảng một tháng, nhưng hai cuốn sách đã nhận được nhiều phản hồi từ các độc giả, đặc biệt là những người trẻ. Những cái sách ảnh đó thực sự là một cái làn gió mới đáp ứng được cái yếu tố về tính đại chúng, rất quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ, thiết kế design. Ngay khi cầm cuốn sách thì những cái hình tranh vẽ này, ảnh chụp này, thiết kế mỹ thuật đều được các bạn trẻ rất là tài năng làm rất là chỉnh chu. Khi xem cuốn sách thì các bạn cũng sẽ thấy dễ hiểu, là mường tượng là cái cách mặc nó như thế nào. Văn hóa truyền thống nói chung và trang phục cổ nói riêng được xem là giá trị cốt lõi của một dân tộc. Với tình yêu lịch sử, với việc tiếp cận những nguồn thông tin chính xác, với sự nghiên cứu nghiêm túc, chỉnh chu, nhiều bạn trẻ đã khôi phục lại những đặc trưng văn hóa truyền thống của dân tộc. Đó là tín hiệu tích cực để bức tranh trực quan về diện mạo của lịch sử trang phục người Việt ngày càng hoàn thiện hơn, được quảng bá rộng hơn tới độc giả trong nước và quốc tế. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc qua ứng dụng của chúng tôi VTV Go. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.